Bái kiến Đại Ma Vương. Hôm nay ta triệu tập các ngươi là để đối phó với bọn năm anh em siêu nhân. Hiện nay bọn chúng đã tới cảnh giới cao nhất, người kiếm hợp nhất có thể biến thành bất cứ siêu nhân nào bọn chúng muốn. Vì vậy, muốn tiêu diệt bọn chúng không phải dễ. Thưa Đại Ma Vương, thuộc hạ có một kế có thể tiêu diệt được bọn chúng ạ. Thật sao? Hãy nói ta nghe. Thưa Đại Vương, thuộc hạ đã bí mật điều tra mọi điều về bọn chúng. Có thể nói hiện tại thuộc hạ đã rõ bọn chúng như nắm trong lòng bàn tay. Thuộc hạ sẽ giả làm một trong số bọn chúng để chia rẽ bọn chúng, khiến bọn chúng không thể phối hợp được với nhau. Sau đó, Đại Ma Vương hãy cho một đại tướng ma phối hợp với thần, nội ứng ngoại hợp, nhất định sẽ tiêu diệt được bọn chúng. Khá lắm đại tướng ma yêu tinh, nếu kế hoạch thành công ta nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Bọn quái vật kia, mau dừng tay lại, ta sẽ không để các ngươi làm hại những người dân vô tội này đâu. Hãy xem đây, siêu nhân biến hình, siêu nhân gao. Hay da! Bọn quái vật này đông thật. Được, hãy xem đây, siêu nhân biến hình, siêu nhân cuồng phong. Hay da! Siêu nhân biến hình, siêu nhân hải tặc. Hay da! Siêu nhân biến hình, siêu nhân thần kiếm. Hay da! Vậy là xong, đã lâu rồi bọn yêu ma này áng binh bất động, hôm nay lại tấn công, không biết là bọn chúng có âm mưu gì đây. Mình phải về báo cho các bạn biết để đề phòng mới được. Các bạn ơi, hôm nay có một đội quân yêu ma rất đông tấn công lên trái đất. Có vẻ như là tên Đại Ma Vương lại chuẩn bị một âm mưu gì đó. Thật vậy sao? Thế thì chúng ta cũng phải chuẩn bị ứng phó với bọn chúng. Đúng đấy, để tớ đi dò thám xem bọn chúng định giở trò gì. Tiểu Bảo Bảo, cậu đi đâu vậy? Có một đội quân yêu ma rất đông tấn công trái đất. Có vẻ như Đại Ma Vương đã chuẩn bị có âm mưu gì đó. Suga, sao cậu lại ở đây? Không phải những điều vừa rồi cậu vừa nói với mọi người ở trong kia rồi sao? Đâu có, tớ vừa mới chiến đấu với bọn quái vật về thôi mà. Cái gì, tên kia, ngươi là ai? Hả? Câu đó phải là tao hỏi mới đúng. Tại sao ngươi lại giả dạng ta? Sao lại như vậy? Có đến hai Suga sao? Các cậu ơi, tớ là thật. Hắn là giả mạo đấy. Chắc chắn hắn ta là thuộc hạ của Đại Ma Vương, giả dạng tớ để chia rẽ chúng ta. Không đúng, hắn ta đang nói dối, tớ mới là thật. Không tin thì các cậu hãy xem đây. Siêu nhân biến hình, siêu nhân gao đỏ. Cậu ấy có thể biến hình thành siêu nhân gao. Vậy cậu ấy đúng là Suga thật rồi. Cái gì? Tại sao ngươi lại có thể biến thành siêu nhân gao? Siêu nhân biến hình, siêu nhân gao đỏ. Hả? Không thể nào, cả hai đều có thể biến thành siêu nhân gao sao? Hãy xem đây, tên giả mạo kia. Ngươi mới là tên giả mạo, hãy xem đây. Không thể nào cả hai cậu ấy đều có thể sử dụng chiêu thức của gao đỏ mà năng lượng cũng y hệt nhau. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chúng ta nên giúp ai bây giờ? Hiện tại chúng ta không thể phân biệt được ai là thật, ai là giả. Trước hết chúng ta cần phải ngăn cản cuộc chiến của hai người này, rồi tìm cách phân biệt thật giả sau. Siêu nhân biến hình, siêu nhân gao vàng. Siêu nhân biến hình, siêu nhân gao hồng. Siêu nhân biến hình, siêu nhân gao xanh. Siêu nhân biến hình, siêu nhân gao lục. Suga, hãy dừng tay lại đi. Suga, hãy dừng lại. Hiện tại bọn tớ không thể phân biệt được ai là thật, ai là giả. Tuy nhiên, bọn tớ không muốn các cậu bị thương. Vì vậy bọn tớ sẽ kiểm tra bằng các câu hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ chia thành hai đội để hỏi những chuyện chỉ có năm chúng ta mới biết. Tớ và Tiểu Bảo Bảo sẽ hỏi Suga này, còn Nisa và Nguyễn Thành Nam sẽ hỏi Suga kia. Chúng ta sẽ vào hai căn phòng khác nhau để hỏi là có thể biết được ai là thật, ai là giả ngay. Suga, tên thường gọi ở nhà của tớ là gì? Thunder. Đúng rồi. Thế còn tớ? Tiểu Bảo Bảo thúi. Cũng chính xác. Thầy giáo của chúng ta tên là gì? Thầy Đoàn.
Kênh YouTube mà chúng ta cùng nhau lập ra tên là gì? Đoàn Vlog. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu đúng là Suga rồi. Các cậu ơi, đây chính là Suga thật đấy. Cậu ấy đã trả lời đúng tất cả các câu hỏi. Không thể nào. Suga này cũng trả lời đúng tất cả các câu hỏi, không sai câu nào cả. Hả, vậy là sao chứ? Có vẻ như kẻ địch đã tìm hiểu rất kỹ về chúng ta. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Hiện tại bọn tớ chưa phân biệt được ai là thật, ai là giả. Vì vậy, cả hai cậu đều sẽ tạm thời không được tham gia vào đội để tránh kẻ địch đánh lén từ bên trong. Thời cơ đã tới rồi. Hiện tại, nội bộ của kẻ địch đang bị rối loạn. Người hãy về báo với Đại Ma Vương, cử một đại tướng ma tấn công, nhất định sẽ giành chiến thắng. Tuân lệnh. Đại tướng ma thú, mau dừng tay lại. Ho ho ho, chuyện gì đây? Các người có đến hai siêu nhân Gao Đỏ sao? Các cậu, hiện tại chúng ta đang bị kẻ địch trà trộn. Nếu không tiêu diệt tên Gao Đỏ giả mạo này, hắn sẽ thừa cơ đánh lén chúng ta. Siêu nhân biến hình, siêu nhân thần kiếm đỏ. Cái gì? Ngươi mới là tên giả mạo? Siêu nhân biến hình, siêu nhân thần kiếm đỏ. Hay à. Ho ho ho, bây giờ chỉ còn lại 4 người các ngươi thôi. Các ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Hãy chịu chết đi. Hay à. À à à. Các cậu có sao không? Ho ho ho, bọn chúng đã chết hết cả rồi. Không, không thể như thế được. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại giả dạng ta? He he he, đến lúc này thì ta cũng không cần phải che giấu nữa. Hãy xem đây. Đại tướng Ma Yêu Tinh. Đúng vậy, chính là ta đây. Ngươi ngạc nhiên lắm đúng không? Tại sao ngươi lại có thể biết được tất cả mọi điều về bọn ta? Các ngươi quên rằng ta đã từng giả làm mỹ nhân để tiếp cận tên siêu nhân Gao Xanh Lục sao? Chính hắn đã cho ta biết tất cả mọi chuyện. Tớ xin lỗi tất cả mọi người, tất cả là do tớ. Hà, cái gì? Ngươi vẫn còn sống sao? Nguyễn Thành Nam, đây không phải là lỗi của cậu đâu, là do bọn chúng quá gian xảo thôi. Các ngươi, tại sao các ngươi vẫn còn sống? Chính mắt ta đã trông thấy đại tướng ma thú giết chết các ngươi rồi mà. Ha ha ha, ngươi mắc bẫy của bọn ta rồi, hãy xem ta là ai. Hả, là thần kiếm, ngươi dám lừa ta sao? Đúng vậy, đây chính là chiêu gợi ông đập lưng ông. Các ngươi đừng có vội mừng, đại quân ma tiếp viện của ta sắp đến đây rồi. Không có đội quân tiếp viện nào đâu. Cái gì? Ngươi nói sao? Cuộc nói chuyện của ngươi với tên yêu tinh đã bị ta nghe thấy cả rồi. Cái tên yêu tinh đưa tin đó đã bị ta tiêu diệt rồi. Nói cách khác, ngươi đã hoàn toàn thất bại rồi. Cái gì? Không, ta không thể thất bại được. Ta sẽ giết chết tất cả các ngươi. Hãy xem đây, hay ya. Các bạn ơi, hãy tiến lên. Siêu nhân biến hình, siêu nhân hải tặc đỏ. Siêu nhân biến hình, siêu nhân hải tặc vàng. Siêu nhân biến hình, siêu nhân hải tặc hồng. Siêu nhân biến hình, siêu nhân hải tặc xanh. Siêu nhân biến hình, siêu nhân hải tặc lục. Siêu nhân hải tặc hợp nhất. Hay-ya. Cuối cùng, đại tướng Ma Yêu Tinh đã bị tiêu diệt. Câu hỏi dành cho các bạn khán giả. Đại tướng Ma Yêu Tinh đã giả dạng thành siêu nhân nào? Đáp án A, siêu nhân đỏ. Đáp án B, siêu nhân vàng. Đáp án C, siêu nhân hồng. Đáp án D, siêu nhân xanh. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.